Liệu các bạn có tin Việt Nam chúng ta đang sở hữu những vũ khí siêu khủng, siêu lợi hại mà ngay cả những thế lực quân sự số 1 như Mỹ, Nga hay Trung Quốc đều phải e dè, cảnh giác hay không? Hay đâu là những vũ khí mà trong số các quốc gia Đông Nam Á, chỉ Việt Nam chúng ta là quốc gia duy nhất sở hữu? 7 loại vũ khí mạnh nhất của Việt Nam đang sở hữu, cả Đông Nam Á không một ai có được. Báo đốm Gepard 3.9. Vũ khí đầu tiên được cho là mạnh nhất và có mức giá cao nhất mà Việt Nam chúng ta đang sở hữu là 4 con tàu hộ vệ Gepard 3.9 được mua từ Nga. Loại tàu chiến này được dùng để tìm kiếm, theo dõi và tấn công các mục tiêu trên mặt biển, dưới mặt biển và trên không, thực hiện nhiệm vụ hộ tống và phòng vệ, bảo vệ biên giới biển. Không chỉ có sức tấn công lớn, hỏa lực mạnh mà báo đốm này còn có thể vừa tác chiến độc lập, vừa có thể hợp sức chiến đấu tiêu diệt kẻ thù trên không, trên biển dù trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Đa di năng là vậy, nhưng nổi bật nhất vẫn là khả năng cảnh giới mục tiêu mặt biển với khoảng cách có thể lên tới 400 km. Ngoài ra thì vũ khí lợi hại này còn được trang bị thêm tên lửa chống hạm Uran được Nga xuất khẩu lần đầu tiên với tầm bắn 130 km. Sở hữu nhiều tính năng ưu việt như vậy, thế nhưng liệu báo đốm Gepard 3.9 có khả năng tàng hình hay không? Câu trả lời là có nha. Cụ thể thì tàu chiến Gepard 3.9 hiện đại của Việt Nam có khả năng tàng hình trên mặt nước, giúp giảm tới mức tối đa cường độ tín hiệu phản hồi trở về radar đối phương. Điểm mạnh của loại vũ khí này cũng hoàn toàn không phải ở tốc độ, mà là hiệu quả tấn công của nó. Nếu bị bắn trúng một quả tên lửa, thì tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc cơ bản mất đi khả năng tác chiến. Tên lửa chống hạm Uran là một đòn sát thủ thực sự khi có thể dễ dàng khiến sân bay của đối phương trở thành một đống sắt vụn chỉ với một phát bắn. Wow, thế này thì anh bạn hàng xóm Trung Quốc nếu có đi tuần tra trên Biển Đông thì cũng phải thật cảnh giác. Vũ khí lợi hại này còn được đưa lên bàn cân để so sánh mức độ công phá của một số vũ khí tầm cấp cao của cường quốc siêu quân sự như Nga. Mặc dù việc cần làm của chúng ta đó là tập trung cho việc phát triển kinh tế để tất cả người dân được sống trong hòa bình và ổn định. Thế nhưng, để tăng uy lực quân sự, đồng thời bảo vệ chủ quyền dân tộc, thì sự có mặt của báo đốm thực sự khiến cho chúng ta an tâm hơn mà đúng không? Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với một loại vũ khí cũng siêu lợi hại, có sức răn đe nhất, khiến ngay cả một nước mạnh quân sự như Trung Quốc cũng phải toát mồ hôi hột. Tàu ngầm lớp Kilo. Tàu ngầm Kilo được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam, là vũ khí lợi hại được nhập khẩu từ Nga. Và tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam chúng ta đang sở hữu 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, một sức mạnh to lớn mà theo các chuyên gia nhận định thì bất kỳ quốc gia nào có ý định nhòm ngó Việt Nam cũng phải dè chừng với đội tàu ngầm Kilo này. Nói qua một chút thì tàu ngầm Kilo cùng các tàu mặt nước, tàu hộ vệ là phương tiện hiện đại làm nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, bảo vệ các căn cứ hải quân, khu vực bờ biển, vùng biển của Việt Nam. Và nổi bật nhất đó là nhờ vào công nghệ hiện đại mà vũ khí này có khả năng làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo. Tàu ngầm có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị âm thanh hiện đại dưới nước, ẩn mình tốt trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Nhờ vũ khí hiện đại và khả năng tàng hình gần như hoàn hảo, tàu ngầm lớp Kilo của chúng ta được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Các nhà quan sát cũng cho rằng tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam có thể là một mối đe dọa đáng gờm cho Liêu Ninh, là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, nếu xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Chưa hết, theo giáo sư Katia thuộc Học viện Quốc phòng Úc cũng đưa ra nhận định rằng, nếu xung đột xảy ra, 6 tàu ngầm Kilo Việt Nam được đưa vào hoạt động, thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền, cũng như giảm thiểu tối đa tổn thất và khiến kẻ địch phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Lá chắn biển K300P. Các bạn thân mến, hiện nay thì một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các quốc gia đại dương là bảo vệ bờ biển của nước mình trước sự xâm lược của kẻ thù. Một phương tiện đáng tin cậy để thực hiện nhiệm vụ này là các hệ thống tên lửa chống hạm của lực lượng phòng thủ bờ biển. Và trong việc trang bị phòng không thì hiện nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất sở hữu tên lửa tối tân S-300 do Nga sản xuất. So sánh với các hệ thống phòng không ở khu vực Đông Nam Á, thì kể cả loại tối tân Aster 30 mà Singapore trước đó đã đặt mua của châu Âu cũng không thể đọ về tầm bắn với K300P của Việt Nam. Nói về ưu việt thì hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa S-300P MU-1 của Việt Nam có thể diệt mọi mục tiêu trên không ngoại trừ tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 10m tới 27.000m và ở tầm xa tối đa tới 150 km. Hệ thống có tính cơ động linh hoạt cao, thời gian phản ứng nhanh,
và độ chính xác cao gần như tuyệt đối. Theo các chuyên gia thì nếu kết hợp K300P với tên lửa P800 Yakon, tên lửa được xem là khó đánh chặn nhất thế giới mà chúng ta đang sở hữu, thì chắc chắn đây sẽ là tổ hợp lá chắn biển nhiều tầng, nhiều lớp giúp bảo vệ chủ quyền một cách tuyệt đối. Thậm chí, ngay cả vũ khí chống hạm của Mỹ và NATO cũng không phải đối thủ. Quá khủng phải không nào? Ngay cả nơi có lực lượng quân sự top đầu thế giới mà còn không phải là đối thủ thì chắc hẳn các bạn cũng đã tưởng tượng được ra lá chắn biển K300P khó đỡ như thế nào rồi đấy. Dòng lửa S-300 PMU-1. Tiếp theo, đây là món vũ khí bắt buộc phải đầu tư mạnh tay. Bởi lý do đơn giản, do thế giới hiện đại vẫn đang là kỷ nguyên của hàng không mẫu hạm, trong khi Việt Nam chúng ta lại có đường bờ biển dài. Vì vậy, nếu trong trường hợp xảy ra chiến tranh, các cuộc tập kích không quân là điều không thể tránh khỏi. Và về phương diện này thì chúng ta đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 do Nga sáng chế, là một trong những tên lửa mạnh nhất thế giới những năm đầu thế kỷ thứ 21. Và giá bán của nó được ước tính vào khoảng 130-150 triệu USD, tức là có thể lên tới 3.500 tỷ tiền Việt. Một con số không hề nhỏ. Và sức mạnh của dòng lửa S-300 PMU-1 cũng xứng tầm với số tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Theo các chuyên gia khẳng định, loại tên lửa phòng không này đủ sức viết cổ mọi loại máy bay thế hệ mới phổ biến hiện nay trên thế giới, có khả năng đánh chặn tất cả mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở mọi độ cao trong điều kiện bị đối phương chèn ép. Chưa hết đâu, dòng lửa S-300 PMU-1 còn cho phép đánh chặn mọi loại mục tiêu bay với tốc độ lên tới 2.800 m/s. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có trong tay một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại hàng đầu thế giới, cũng như là khu vực Đông Nam Á rồi. Quá là tự hào các bạn ạ! Và tiếp theo, hãy cùng đến với một tên lửa đạn đạo cực lợi hại, thậm chí đã từng được báo Nga ca ngợi và dành nhiều lời khen có cánh. Tên lửa đạn đạo Scud. Đây là tên lửa đạn đạo được trang bị và hoạt động trong binh chủng pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam từ cuối những năm 1970. Và đến nay, các tên lửa đã trải qua hơn nửa thế kỷ sử dụng, cộng thêm việc chạy bằng động cơ nhiên liệu lỏng, nhiều linh kiện đã không còn hàng thay thế hay nâng cấp. Nhưng bằng những sáng kiến cải tiến của nhiều chuyên gia Việt mà Scud phiên bản Việt Nam giờ đây đã trở thành một trong những loại vũ khí lợi hại nhất mà không quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á sở hữu. Nếu như phiên bản đời đầu của Scud chỉ có khả năng đạt tầm bắn tới 270 km, thì giờ đây, Scud mà chúng ta đang sở hữu có thể đạt tới tầm bắn 300 km hoặc từ 500 đến 600 km. Và dĩ nhiên rồi là nhờ vào những bộ óc sáng tạo của những chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Thậm chí, báo Nga cũng từng dành nhiều lời khen cho sự đột phá này. Họ còn trầm trồ bởi khó mà nghĩ được một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại có thể thay đổi và biến một Scud tầm thường trở thành một siêu phẩm lợi hại mà không một quốc gia Đông Nam Á nào có được. Cổ mang không quân Su-30MK2. Và tiếp theo, một trong những vũ khí hiện đại nhất của không quân Việt Nam, đó chính là dàn chiến đấu cơ hạng nặng Su-30MK2. Trước đây, Việt Nam sở hữu 36 chiếc, nhưng rất đáng tiếc, một chiếc đã gặp nạn khi đang huấn luyện trên biển, cách Nghệ An 25 km, nên hiện nay chỉ còn 35 chiếc. Với lợi thế khối lượng chiến đấu tương đối lớn, còn được trang bị thêm bộ phận dẫn hướng, nên Su-30MK2 khi hoạt động sẽ có độ chính xác rất cao, có thể phá hủy không chỉ một mà thậm chí là rất nhiều mục tiêu. Không chỉ giúp bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ mà thậm chí còn cho phép tấn công mạnh mẽ thẳng sang lãnh thổ của đối thủ để đáp trả lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Hiệu suất và phạm vi hoạt động của Su-30MK2 cũng khiến cho nhiều đối thủ sợ hãi khi vượt qua cả bom thông minh EGBU-15 của Mỹ và trở thành loại bom thông minh có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới hiện nay. Chỉ nghe thôi đã thấy Su-30MK2 thực sự là cơn ác mộng với những ai muốn dòm ngó Việt Nam chúng ta rồi đúng không nào? Tác chiến không gian mạng. Tất nhiên chúng ta không bàn đến những món vũ khí như chuột, bàn phím hay loa đài của các anh hùng bàn phím hiện nay, bởi những loại vũ khí này quá nguy hiểm và manh động, đến nước ngoài cũng hãi hùng. Và rõ ràng trong xã hội số mà Internet không giới hạn như hiện nay, một cuộc tấn công mạng hoàn toàn có thể làm tê liệt mọi hệ thống chỉ huy, hệ thống điều khiển tác chiến điện tử, dẫn đến mọi loại vũ khí tối tân đều có thể trở thành một đống sắt vụn. Vì vậy, việc tác chiến không gian mạng là một điều sống còn. Và thứ vũ khí trên hệ chiến trường này chính là trí não, bộ óc của những chiến sĩ an ninh mạng hàng đầu trong quân đội Việt Nam. Và cũng không thể không kể đến các chuyên gia bảo mật trên cộng đồng mạng với tinh thần yêu nước nồng nàn, đang cày cuốc bí mật mà không phải ai cũng biết họ là ai và đang làm gì.
Và ở Việt Nam, vào ngày 15 tháng 8 năm 2017, Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức lễ công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đây được xem là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và diễn biến hòa bình trên không gian mạng. Và thật sự theo mình thì với cái thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì hình thức tác chiến không gian mạng là thứ vũ khí lợi hại và bắt buộc phải có. Chứ không cẩn thận, lơ ngớ, nghe phải mấy thế lực bán nước thì kiểu gì cũng có ngày loạn hết cả lên. Chưa kể với những anh hùng bàn phím, nếu mà muốn nêu quan điểm rõ ràng của mình thì tốt nhất hãy cứ tìm hiểu kỹ vấn đề, không đang vớ vẩn, có ngày lên bộ ngồi nha. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua rất nhiều những loại vũ khí mạnh nhất. Và ngoài 7 loại vũ khí mà chúng mình đã kể ra thì chắc chắn Việt Nam chúng ta vẫn đang ngày đêm nghiên cứu để chế tạo ra những loại vũ khí khủng khác. Nhưng chắc chắn đây sẽ là những thông tin bí mật và top 1 không thể công bố ra đây cho các bạn được. Vì không giấu gì các bạn, top 1 chúng mình cũng không biết đó là vũ khí bí mật gì. Nếu các bạn biết thì nhớ để lại comment phía dưới video nhé. Và trong số những loại vũ khí lợi hại được nhắc tới, các bạn ấn tượng nhất với món nào? Nếu có cùng cảm giác tự hào dân tộc đang sôi sục trong người khi xem video này thì các bạn đừng ngần ngại để lại một dòng chữ tự hào Việt Nam hoặc để lại một trái tim để thể hiện tinh thần yêu nước nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video. Sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!